Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 9 tháng 1, truyền thông Brazil đưa tin cảnh sát nước này đã lập lại trật tự tại các khu vực tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia, trước đó bị người ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro phong vào để phá phách và chiếm giữ trong thời gian ngắn. Cơ quan chức năng của Brazil cho biết hơn 400 đối tượng đã bị bắt giữ và không loại trừ khả năng. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới khi mà cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra. Cảnh sát đã kiểm soát tình hình tại các tòa nhà chính phủ gồm tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao và Phủ Tổng thống vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 1 theo giờ địa phương, sau khi những cơ sở này bị nhóm người biểu tình tấn công và phá hoại tài sản nhằm phản đối việc Tổng thống Lula da Silva nhậm chức cách đây một tuần. Lực lượng chức năng đã điều động máy bay trực thăng và xe bọc thép của cảnh sát liên bang và quân đội, sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông quá khích, lập lại trật tự. Theo ước tính ban đầu, khoảng 5.000 người tham gia các cuộc bạo loạn. Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều biện pháp hơn để lập lại trật tự ở thủ đô. Chính quyền Brazil sẽ không chấp nhận cách sử dụng con đường tội phạm để đấu tranh chính trị tại đây. Những người phạm tội sẽ bị xét xử nghiêm minh. Nhà chức trách Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ bạo động và Tổng thống Lula chỉ thị sớm đưa những đối tượng đứng sau hành vi phá hoại ra trước pháp luật. Ông Lula cũng đã ký sắc lệnh cho phép lực lượng liên bang can thiệp lập lại trật tự tại thủ đô. Tòa án tối cao Brazil cũng đình chỉ chức vụ đối với thống đốc Brasilia,